Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Brunei về khu cách ly. Địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Trong thời gian cách ly, các công dân sẽ được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt, theo dõi sức khỏe chặt chẽ, được cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 814 trực tiếp phục vụ ăn uống. Trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu dương tính với SARS-CoV-2, sẽ chuyển ngay sang khu điều trị cách ly đặc biệt tại khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và tổ chức sàng lọc cách ly theo quy định của Bộ Y tế.